viện cổ này được xây dựng cuối thập niên 1930, bị xuống cấp và bỏ hoang nhiều năm. Từ năm 2014, cụm công trình kiến trúc này được giao cho Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thành lập trung tâm đào tạo cơ sở tại Đà Lạt. Trong vài tuần qua, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư đã tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cụm công trình này. Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Huy Hoàng trúng thầu. Quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư thuê công ty cổ phần thiết kế xây dựng Sidico tư vấn giám sát. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco tư vấn thiết kế. Trưa ngày 9 tháng 3, khi đơn vị thi công đang tháo dỡ phần mái và những hạng mục xuống cấp của tu viện thì xe nô máng nước đã bị sập và đè các công nhân đang làm việc ở bên dưới. Vụ tai nạn lao động đã làm hai công nhân tử vong, gồm TDT 31 tuổi và BTT 34 tuổi, cùng quê ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, sau đó bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời chờ kết quả của thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội trả lời. Nếu đơn vị thi công vi phạm các quy định về an toàn lao động, sẽ khởi tố vụ án để điều tra.